Binh sĩ Syria thả bom thùng làm chết 16 người tại Aleppo, tin từ Tahrir Fat Aleppo, Syria. Các thước phim được tung lên Internet trong ngày thứ Tư 3 tháng 6 cho thấy là người dân bỏ chạy khỏi các tòa nhà bị phá hủy, mang thương tích và máu me khắp người vì các vụ nổ bom thùng làm thiệt mạng 16 người, trong đó có 8 trẻ em tại thành phố Tahrir Fat ở phía bắc Aleppo. Tổ chức giám sát nhân quyền của Syria có trụ sở tại Anh Quốc, theo dõi cuộc xung đột tại Syria xác nhận tin này và nói có 3 người thiệt mạng trong cùng một gia đình. Nguồn tin này cũng nói rằng tổng cộng 4 quả bom thùng đã được phi cơ trực thăng của chính phủ Syria trút xuống một khu vực gây ra nhiều tiếng nổ lớn. Trên mạng Twitter của Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Syria cũng tố cáo quân đội Syria thực hiện nhiều vụ không kích tại Aleppo đã giúp cho phiến quân nhà nước Hồi giáo đạt được nhiều bước tiến tại vùng này trong ngày thứ Hai 1 tháng 6 vừa qua. Các tay súng phiến quân nhà nước Hồi giáo đã đẩy lùi lực lượng nổi dậy tại vùng phía bắc của Aleppo đến sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, đe dọa con đường chiến lược cung cấp vũ khí và hàng hóa cho thành phố này. Các viên chức Syria trước đó đã bác bỏ lời tố cáo mà họ cho là vô lý của các nhà đối lập Syria và Washington, cho rằng quân đội chính phủ đã giúp phiến quân nhà nước Hồi giáo chiến đấu chống lại lực lượng nổi dậy tại Syria. Hoa Kỳ đã đình chỉ hoạt động của tòa đại sứ tại Damascus từ 3 năm nay và vẫn công bố nhiều thông tin rộng rãi trên trang mạng Twitter của tòa đại sứ. Trang mạng này nói rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ lâu không còn là đại diện hợp pháp và không bao giờ có thể là đồng minh của Hoa Kỳ trong công cuộc chống khủng bố.